Mà này bút thọt kinh khủng tao. À, bút gì đâu không trời. Cái súng lừa mắt mà HP 110. Cái đường boss 61. Lại tơ lửa. Em bỏ sẽ đánh em bỏ úp 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 này không chơi được, úp này không không chơi được nên 4 năm đâu anh bắn đi bắn nhá, đi tại đây em bỏ rồi úp chán á, úp toàn gì không anh, úp em chán á, úp vừa lại úp bắn rồi nhanh, úp này úp gì ấy, úp kho ra bỏ gì không bỏ quại không ra. Không là nè. Cái là Thunder God không? Không ra Thunder God này, không ra Lai Linh này, không ra cái gì cả, bút chán, bút tầm gì không. Lốp lão giòn mùa này cày có vẻ không được chắc như mùa trước kìa. Ừ, cũng nhiều vấn đề lắm. Và chưa kể còn lo lắng về vấn đề liên quan đến Red Zone nữa đấy, cái điều mà tôi lo lắng chứ đùa. Thế lão giòn mới có 5k5 điểm, lão giòn không cày nhiều mới. Bắn bắn kiểu đi bét thôi, đi bắn thôi mình sẽ bắn như này không tôi xấu quá, tôi hiện tại cũng đang trả khá hơn là bao đây, ngon thì tôi đẩy là 45 cũng ngon chị sắp sửa xong con bên ấy rồi, bên này hai sao con bên đây nè. Hai con lo mà tha hồ nét chiêu đây nè. Bắn ối dễ luôn.